hơi bị nhiều đó Nam. Chú Vinh nghe đàm đi. Gì? Tôi bây giờ đề nghị anh bước ra khỏi căn phòng này và bước ra khỏi chung cư. Em chứ. Anh không có quyền gì nói đây nữa. Mời anh bước ra khỏi nhà chúng tôi. Một nhà anh, nhà anh là nhà này. Bước ra khỏi khu vực nhà của chúng tôi. Thì nhà mới đâu? Chú Vinh về phòng kế toán. Kêu em tưởng xuống. Nhà cậu đây đâu? Kêu em tưởng nó xuống đây cái lần. Tôi mời anh bước ra khỏi đây. Tôi mời anh bước ra khỏi đây. Mời em ra. Tại sao? Mời em hỏi anh. Tại sao? Bởi vì em làm ở đây. Anh làm ở đây, đúng không? Đúng. Chứ không phải anh sở hữu chỗ này. Ủa, thì anh cũng sở hữu chỗ này chứ? Đúng rồi. Đúng rồi. Ủa, là sở hữu nhà. Anh thử mở đồng quy chung cư cho em à. Anh mở đồng quy chung cư cho em. Chúng tôi hoàn toàn có quyền mời anh ra khỏi chỗ này. Chúng tôi đang là người trả tiền lương cho anh. Chúng tôi đang là người anh chồng nuôi sống cái này đó. Tụi em đang nhớ tất cả những cái này, tụi em đang nhận hành là tài sản của cư dân. Còn đây là được thuê để vận hành thôi. Bây giờ em nói á là cái vấn đề mà nói chung á là bây giờ bên em đang quản lý là bên em phải quản lý. Còn bây giờ giả sử như cái nào á mà bên em có lỗi thì bên em xử lý. Tôi nói ngay này, trưởng phòng kỹ thuật đúng không? Là người phụ trách chung đúng không? Thế tổng giám đốc to hơn trưởng phòng kỹ thuật không? Nhưng mà bây giờ hiện thế chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị to hơn không? Bây giờ em nói thế này, này. Tôi hỏi anh như vậy thôi. Tôi hỏi anh như vậy thôi, anh trả lời đi. Ở cùng một địa điểm thì nó ở là người sẽ làm, còn ở đây á bây giờ là trưởng phòng kỹ thuật. Chúng tôi đang là chủ sở hữu ở đây, đồng chủ sở hữu ở đây, anh hiểu không? Hay nói cái cách chúng tôi là đại diện của đại hội đồng cổ đông ở đây. Thôi đẩy em ra đừng nói gì nữa Lâm, đẩy em ra đạp đi. Mời em đi ra ngoài. Đẩy ra ngoài, đẩy mời ra ngoài. Mời em đi ra ngoài. Thằng Trường đứng đây. Tôi mời em đi ra ngoài. Em lên. Đứng ra. Tôi mời em đi ra ngoài. Mẹ không cho đạp, đứng lên lùi ra, lôi ra. Tôi mời em đi ra ngoài. Đi. Tôi mời em đi ra ngoài. Anh không có quyền mời em ra ngoài. Tôi mời em đi ra ngoài. Đây là quyền của chúng tôi, quyền của chủ sở hữu. Ai là người quyết định? Tôi là người. Tôi có hợp đồng thuê nhà đây. Anh có hợp đồng không? Anh đưa cho tôi. Coi muốn hợp đồng, tôi sẽ đưa hợp đồng ngay cho anh luôn. Hợp đồng. Anh đi ra ngoài. Tôi có. Em nói là em không đi ra ngoài. Alo. Vậy thì anh tránh một bên. Anh mời anh bước ra một bên. Em thôi, không mời rồi. Anh bước ra một bên. Chúng rồi. Đang bây giờ nè. Em đã nói em là người bây giờ đang phụ trách đây. Bây giờ đang phụ trách đây. Mời anh bình tĩnh. Bắn tay với tôi đâu? Chả có chứng minh gì em. Bây giờ anh là. Anh là ai? Bây giờ anh là ai? Tôi hỏi anh là ai thôi? Tôi là nhân viên kỹ thuật đây. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Bây giờ anh cái gì? Bây giờ anh cầm ra. Bây giờ anh cầm chặt ra. Tiếp. Anh mở lên cho chúng tôi là mẹ. Từ nãy giờ đeo thôi. Cứ lằng nhằng ngoài. Thằng này cho chế nó đọc đây. Rồi chưa? Anh kích động vừa vừa rồi. Mẹ từ nãy giờ tao đeo không nói. Cho anh em tao đeo không nói là cu làm tới à. Giờ sao? Để nó đỡ, để ông bên ơi, để nó đạp, nó phải để phát thanh cho cư dân nó biết ông. Ủa, bây giờ là bao nhiêu giờ là... Bây giờ là bao nhiêu 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 giờ. Bây giờ con cần quyết định. Thông báo cái nhà nào có nước xuống tập trung thôi mà. Chứ có làm gì mà không cho thông báo. Công ty phải đưa ra ngay tại thời điểm bây giờ. Còn nếu không bọn con hoàn toàn có quyền bọn con đi kiện ngay tại thời điểm bây giờ. À, được rồi. Bây giờ nè, nói nha. Chung câu này là của tụi tôi nha. Còn cái anh công ty thì anh đang ở đây nha. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Ở trên đã làm biên bản rồi. Bên đó đồng ý mở nước thì đang làm biên bản mà thì cái chuyện là chúng mở ra để cho con gọn. Những đại diện. Ở thì đó bây giờ con đang kéo nhau được làm. Kéo nhau mà mầm tình là cũng lên được. Chứ không ký nào. Ai có nước để chúng tôi biết để chúng tôi mở. Để mời những cái hộ nào ở căn nào xuống thì làm diện. Bà Hương mà anh ký rồi đấy. Rồi chú nói thế là phòng quanh đến 12 giờ đêm à? Con thì kêu những con hộ nào cúp nước mở thì xuống đây để người ta biết người ta mở nước nào. Bóng nào không ơi? Không biết. Bóng nào không biết. Rồi. Rồi bật lên rồi kìa. Alo. Không có. Bật lên rồi đó. Em chả biết gì ở đây vậy? Chị nói thật với em á. Em chả biết em là ai ở đây hết. Em đi ra khỏi phòng đi đi. Cứ bắt lại với chị đi. Anh nói câu nữa. Chúng tôi thể nghi ngờ em vô đây để làm việc gì. Có phải là cư dân không? Nghi ngờ anh bảo em có biết mẫu ông Tùng Ngô thôi mà. Chứ giờ biết mẫu ông Tùng Ngô thôi mà. Chúng tôi từ trước đến nay chỉ làm việc anh Tùng thôi. Tôi có thể nghi ngờ em vào đấy để trà trộn làm gì đó. Chị biết được anh đến đấy không đảm bảo. Em không phải chủ ở hộ đây. Em không làm những cái giấy tờ thì em không cung cấp ở đây. Cô